chương 1151, Hổ Lan Chi Từ. Canh 2 Có hư pháp đạo tôn cùng đạo vô khuyết song trọng la Phong Vân cảm thấy, chính mình lần này vượt ngoại chuyến đi, sợ là muốn bằng thêm thật nhiều khó khăn trắc trở. Không có cách, la đại pháp liền cùng huyền học một dạng, không phải do ngươi không tin. Đi Phong Vân không dám dừng lại thêm nữa, để tránh từ đạo vô khuyết trong miệng lại băng ra cái gì Hổ Lan Chi Từ, cho nên, vẫn là tranh thủ thời gian trượt mới là thượng sách. Xoát Quang ảnh lóe lên, phong vân biến mất tại nguyên chỗ triệt để rời đi đạo minh tổng bộ đạo vô khuyết lắc đầu hắn lập tức nhìn xem một bên khác phương xa lẩm bẩm nói tu chân tộc không dám xâm nhập vô tận hỗn độn mà là tại vũ trụ vùng biên hoang làm tay chân sao ta cũng sẽ không như các ngươi nguyện một giây sau hắn cũng rời đi đạo minh hướng vũ trụ vùng biên hoang tiến đến chỉ sợ tu chân tộc những cái kia tồn tại đánh chết cũng không nghĩ đến bởi vì phong vân cái này bút một dạng tồn tại dẫn đến bọn họ chu đáo chặt chẽ kế hoạch tiết lộ ra ngoài không chỉ có tiên giới muốn không, vị đạo chủng kế hoạch, khả năng cũng phải bị bất ngừng. Đương nhiên, tu chân tộc cũng không hiểu biết có phong vân cái này nhân vật số một tồn tại, bọn họ là tự đại lại kiêu ngạo, căn bản sẽ không chủ động đi đánh nghe người tu hành sự tình. Lại thêm bọn họ không có xâm nhập qua vô tận hỗn độn, một mực tại vũ trụ vùng biên hoang pha trộn, cho nên tin tức bế tắc, không biết vô tận hỗn độn bên trong chuyện phát sinh rất bình thường. Nếu như bọn họ biết được phong vân tồn tại, khả năng liền sẽ không giống bây giờ như vậy không nhìn. Vực ngoại, đây là một cái không rõ ràng xưng hô. Trên thực tế, nơi này xa so với vô tận hỗn độn còn muốn phức tạp bao la nhiều, sinh linh thực lực trình độ, hạng mức cao nhất cùng hạng cuối cũng rất cao. Hạng cuối từ không cần nhiều lời, còn có rất nhiều không cách nào tu hành sinh linh, mà lên hạng, càng là tồn tại như thái cổ ma đầu một dạng kinh khủng tồn tại, hắn thực lực mạnh, có thể so với hiện nay tứ đại thế lực chi chủ. Đương nhiên, ngay đồng vực ngoại thậm chí tồn tại siêu việt đạo tôn phía trên tuyệt đối cường giả. Nói chung, nếu như nói vô tận hỗn độn cương vực bị tứ đại thế lực chia cắt nói, cái kia vực ngoại thiên địa, giống như là một khối chưa khai phát tận nơi vô chủ. Luận lịch sử, sau vô tận hỗn độn còn phải xa xưa hơn, nhưng đến tận bây giờ, cũng không có vị nào dám nói mình đã đem vực ngoại thiên địa hoàn toàn thăm dò tận. Dù cho là siêu việt đạo tôn phía trên cấp độ tuyệt đối cường giả, cũng không dám nói thế với. Cho nên vực ngoại thiên địa tràn ngập hết thảy khả năng. Đạo Minh Minh chủ chính là tại vực ngoại thiên địa du lịch, tìm kiếm có thể chiến thắng tu chân tộc biện pháp, đến nay chưa về khi phong vân từ đạo minh cương vực biên giới sau khi ra ngoài, liền đến nơi vực ngoại thiên địa. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hoàn cảnh cùng vô tận hỗn độn cương vực bên trong hoàn toàn không giống, liền tồn tại đại đạo, quy tắc, pháp tắc, đều muốn dị thường cùng bạo, muốn ở chỗ này lĩnh hội, độ khó cũng rất cao. Chỉ có thân thể cùng linh hồn cường đại tồn tại, mới có thể không nhìn loại này cùng bạo. Vật cảnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ở trong môi trường này sinh ra sinh linh, tất nhiên muốn sao vô tận hỗn độn cương vực mạnh hơn. Đương nhiên, dạng này hoàn cảnh có lợi có hại, ác liệt như vậy, sinh ra sinh linh xác suất khẳng định là kém xa vô tận hỗn độn cương vực. Mà hình thành bây giờ khổng lồ quy mô, thì là bởi vì vực ngoại thiên địa sớm đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Nếu như đem vô tận hỗn độn cương vực sinh ra thời gian cùng vực ngoại thiên địa kéo đến cùng một chỗ, cái trước cũng không có sinh linh số lượng, đem xa xa thêm ra cái sau. Bất quá bây giờ sao, cả hai cơ bản ngang hàng. Đương nhiên, theo về sau tuế nguyệt phát triển, vô tận hỗn độn cương vực sinh linh số lượng tất nhiên áp đảo vực ngoại thiên địa phía trên. Vực ngoại thiên địa trên cơ bản đều là lấy tộc đàn hình thức tồn tại, cơ hồ không có thế lực nào, với lại dị thường phân tán. Phong Vân lẩm bẩm nói. Cái này cho hắn tìm kiếm nhân tộc, thậm chí là hình chiếu, đều có nhất định ảnh hưởng. Mênh mông vô tận hỗn độn cương vực, nếu có tâm nói, vẫn có thể thống kê ra có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tộc đàn. Nhưng ở vực ngoại thiên địa, thật đúng là không cách nào thống kê, bởi vì ai cũng không biết. Cũng không có địa đồ, ai. Vực ngoại thiên địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa, cho nên căn bản cũng không có chuẩn xác địa đồ có thể biểu hiện. Đối với sinh linh tới nói, cho dù ngươi đã tới vực ngoại thiên địa rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, trên cơ bản đều cùng mới tới không có gì khác biệt. Từ từ đi đi, luôn có thể thăm dò được. Phong Vân lắc đầu. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình thanh danh có thế tại vực ngoại thiên địa truyền bao xa, chỉ sợ nơi này nhân tộc cũng không biết hắn người như vậy tồn tại. Đương nhiên, cũng không nhất định. Khả năng có biết, có không biết đi trước gần nhất một cái tộc đàn nhìn một cái. Đi tới nơi này vượt ngoại thiên địa, tìm nhân tộc là một mặt, hình chiếu cũng là một đại nhân tố trọng yếu. Vô tận hỗn độn cương vực, chỉ có đạo minh hắn có thể hình chiếu, cái khác ba cái thế lực, vĩnh hằng thần tộc đều là huyết mạch trí thượng, hình chiếu cũng không có tác dụng gì. Dị vực, phong vân cũng không dám quá thâm nhập, bằng không thì hắn sợ về không được. Đến mức thanh vân cổ quốc, hắn vừa mới đánh cho tê người đối phương cửu hoàng tử, hiện tại đến nhà, đây không phải tự tìm không vui sống sao. Coi như muốn đi, vậy cũng chờ nhiều năm sau đó lại nói. Cho nên tính đi tính lại, vực ngoại thiên địa, vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Tìm kiếm nhân tộc, thuận tiện hình chiếu, đơn giản vui thích. Phong vân lúc này khởi hành, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng qua một tháng, phong vân rốt cục nhìn thấy tại vực ngoại thiên địa cái thứ nhất tộc đàn. Đây là một cái quy mô không to nhỏ tộc đàn, tộc nhân số lượng cũng liền vạn đến cái, bất quá chất lượng rất cao, tu vi thấp nhất đều tại trí tôn cấp độ. Cao nhất, lại có nghịch thiên cấp đạo quân cấp độ bộ dáng cũng hình thù kỳ quái đại đại đầu thân thể nho nhỏ từ xa nhìn lại hiển nhiên là một cái bóng đang chạy quỷ dị không được bất quá chỉ là nhỏ như vậy tộc đàn phong vân cũng tất cả đều hình chiếu một lần thịt mũi cũng là thịt ta không kén ăn mà hắn cũng trong bóng tối tìm đọc cái này tộc đàn tộc trưởng ký ức ý đồ tìm tới nhân tộc tin tức đáng tiếc lông đều không có bất quá cũng không phải là không thu hoạch được gì tối thiểu biết phương viên bên trong có cái nào tộc đàn cùng thực lực phân bố như thế nào tin tức nhưng phong vân ít đi rất nhiều đường quanh co hình chung quanh đây duy nhất đại tộc là một cái tên vì hoang quy tộc tộc đàn bên trong tộc nhân số lượng nhiều đạt ức vạn nhiều thống trị phương viên bên trong tiểu tộc phong vân cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội vượt ngoại thiên địa mặc dù nhìn như mảng hoang tán loạn không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng vẫn là có nhất định quy luật đó chính là tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa cũng là có thống trị cùng bị thống trị khác nhau liền như là kim tự tháp kết cấu một dạng nhỏ yếu bị yếu kém tiểu tộc quần thống trị yếu kém tiểu tộc quần bị tiểu tộc thống trị, tiểu tộc bị đại tộc thống trị. Như vậy tầng tầng phân cấp, có thể liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phong vân cần thiết tin tức. Chương 1152, xuất sinh tức thần linh, liền mẹ nó không hợp thói thường. Canh 3 Hoang quy tộc Đây là một cái trời sinh thể chất cường đại tộc đàn, vốn có rùa loại nhất tộc, phòng ngự cùng thể chất đều là cường hạng, mà hoang quy nhất tộc, càng là trong đó người nổi bật. Cho nên phong vân trước tiên liền đem ánh mắt nhắm ngay hoang quy tộc cái này tộc đàn không chỉ có thể cho hắn cung cấp thể chất thiên phú, cũng có thể nhường hắn tìm hiểu tin tức, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Nào có không đi lý lẽ. Trong tộc tu vi cao nhất vì cao giai vĩnh hằng thiên quân, vẫn được. Dạng này đối phong vân tới nói, cái này hoang quy tộc liền không có đủ nguy hiểm gì tính, hắn nghĩ ở bên trong dò thăm bất cứ tin tức gì, đoán chừng đều không có vấn đề gì cả. Đi. Một giây sau, phong vân biến mất tại nguyên chỗ. Lại hoa hơn một tháng thời gian, phong vân thành công đi vào hoang quy nhất tộc tộc địa. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại mênh mông hư không bên trên, một tòa to lớn rùa hình dãy núi chính đứng vững vàng trong đó, khoảng cách vượt qua trăm vạn năm ánh sáng, làm cho người liếu lưỡi. Xoát! Phong vân liền biến thân đều không có sử dụng, chỉ là dùng một chút không gian năng lực, dung nhập hư không bên trong, hướng hoang quy nhất tộc tộc địa mà đi. Không đến một lát, hắn thành công lẻn vào. Mặc dù hoang quy nhất tộc có hộ tộc đại trận, nhưng rõ ràng so với hắn không gian năng lực muốn thấp rất nhiều, cho nên dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu đại trận, tiến vào chỗ ở đứng ở trên không bên trong phong vân cúi đầu quan sát toàn bộ hoang quy nhất tộc tộc địa chỉ thấy nơi này số lượng nhiều như rừng không dưới 10 vạn ức chất lượng cũng rất cao nhiều hơn phân nửa tu vi cảnh giới đều tại trí tôn trở lên cấp độ với lại phong vân chú ý tới liền con mới sinh vừa ra đời liền ngưng tụ thần cách thành tựu hạ vị thần xuất sinh tức thần linh liền mẹ nó không hợp thói thường phong vân trong lòng nhịn không được chữa bậy nói đây chính là vực ngoại đại tộc sao yêu yêu hình chiếu đối tượng hoang thần quan tuổi tác, 10 vạn kỷ nguyên. Cảnh giới, nửa bước đạo quân nhất trọng thiên. Rơi xuống. Hỗn động cấp võ kỹ thiên quy vô thượng quyền. Hỗn động cấp võ kỹ thổ giới hàng lâm. Hỗn động cấp dung hợp hệ công pháp thiên quy vô lượng kinh. Thiên phú thần thông, thần quy chân thân. Hỗn động cấp thể chất thiên phú. Đạo quân cấp thổ hệ thiên phú. Đây là phong vân xem xét một vị hoang quy tộc chính giữa cấp độ tộc bên trong thành viên hình chiếu, xem ra rất trung quy trung cũ, thậm chí rất khó vào phong vân pháp nhãn nhưng nó có hỗn độn cấp thể chất thiên phú lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng chỉ là một trong đó ở giữa cấp độ tộc nhân liền có được hỗn độn cấp thể chất thiên phú mười vạn ức coi như chỉ có một nửa cũng chính là năm ngàn tỷ có được không sai thể chất thiên phú đó cũng là kiếm lời lớn a phong vân càng nghĩ càng vui vẻ cái này tộc đàn quả thực là vì hắn đo thân mà làm ở chỗ này hình chiếu nói lo gì hắn thể chất thiên phú không chiếm được tăng lên trước tiên tại cái này bên trong định vị cục một bên hình chiếu một bên nghe ngóng tin tức phong vân lập tức làm ra quyết định này không có cách nó thể chất thiên phú thật sự là quá nhiều không có cách nào cự tuyệt a à. thế là phong vân ngay ở chỗ này an gia cái gọi là an gia dĩ nhiên chính là hắn điều khiển một cái nào đó hoang quy tộc tộc nhân sau đó lấy thân phận của hắn tại trong tộc hành tẩu một bên nghe ngóng tin tức một bên hình chiếu thời gian liền dạng này ngày ngày đi qua cùng lúc đó tại xa xôi một góc nơi này là một chỗ mang hoang chi địa hoàn cảnh rất kém cỏi linh khí cũng thiếu thốn mà tại trong đó có một cái thôn xóm, chỉ thấy bộ lạc này quy mô không lớn, ước chừng hơn 2.000 nhân khẩu, đều là quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, nuôi chút súc vật. Thình lình là một cái nhân tộc thôn xóm nhỏ. Giờ phút này, tại thôn xóm trung tâm dưới đại thụ, đang có già trẻ lớn bé nhân tộc vây ngồi ở chỗ này, từng cái tập trung tinh thần, tự hồ tại chuyên tâm nghe cái gì. Mà tại trong bọn họ, thì ngồi một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, mặc dù mặt rất bình thường, nhưng khí chất lại siêu phàm thoát tục, không gì sánh được. Nếu như phong vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này rõ ràng là càng nguyên tông tông chủ, càng la. Lúc này, vị này trước tông chủ càng la, đang tại vì người chung quanh tộc nhóm nói qua cái gì. Lại nói tại chúng ta ở nơi đó, nhân tộc cũng rất yếu đuối, trên cơ bản khó mà xuất hiện cái gì ra dáng thiên tài, nhưng thẳng đến người kia xuất hiện, thay đổi hết thảy, cũng thay đổi ta đối nhân tộc cái nhìn. Hắn tên vì Phong Vân, từ nhân tộc trung sinh ra đi ra, hắn thiên tư siêu phàm, hắn ngộ tính kinh người, hắn tâm tính kiên định, hắn không gì làm không được, chỉ cần có hắn tại, trên đời này liền không có không cách nào giải quyết sự tình, không có không cách nào vượt qua nan quan. Tại ta nơi đó, hắn cuối cùng đi đến đỉnh điểm, dẫn đầu nhân tộc chiến thắng tà ác, đi về phía huy hoàng. Càng la nói đến đây, liền ngừng lại thanh âm. Mà bốn phía những này nhân tộc nhóm, vẫn như cũ còn tại dư vị, trên mặt mỗi người đều tràn ngập ước mơ. Càng la nhìn xem, nội tâm nhẹ nhàng một than thở, nơi này nhân tộc là nàng gặp qua sinh tồn gian nan nhất, không chỉ có là hoàn cảnh bên trên, còn có tâm hồn. Bọn họ trường kỳ bị ức hiếp bờ, nội tâm sớm đã mất đi duệ khí cùng lòng tiến thủ. Cho nên càng la cho bọn hắn giảng phong vân sự tích, cũng là nghĩ thông qua đây, cho bọn hắn dựng nên tấm gương. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, càng đại nhân, ngài, ngươi nói là thật sao? Chúng ta nhân tộc, thật có mạnh như vậy tồn tại sao? Càng la dương mắt nhìn lên, nói chuyện là một cái khô gầy tiểu la lị, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, chỉ có một đôi mắt to rất tinh khiết, bên trong tràn ngập chờ mong. Tự nhiên là thật, hắn liền lớn lên cái dạng này, ngươi cần phải ghi nhớ càng la tay trắng vung lên tại giữa không trung ngưng tụ ra phong vân thân hình hình dạng đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thanh niên tuấn mỹ đứng ở giữa không trung hắn là như thế tinh thần phấn chấn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn phản phất thiên thần hạ phàm lại như hạo nhật giữa trời quan huy ức vạn trượng để cho người ta không dám nhìn thẳng cái này thật sự là ta nhân tộc sao bốn phía mọi người đều có chút trung chuyển lâu dài sinh hoạt để bọn hắn cơ hồ ngăn cách căn bản chưa từng nghe qua phong vân danh hiệu cũng không biết nhân tộc phát triển như thế nào tại bọn họ ý thức bên trong, nhân tộc liền nên giống như bọn họ, luôn vì vạn tộc khẩu phần lương thực, không có chút nào phản kháng lực lượng. Như phong vân dạng này sáng chói chói mắt, thật sự là bọn họ tuyệt đối không dám nghĩ. Tiểu la lị thì mắt to sáng ngời, đem giữa không trung trung thanh niên dung mạo thật sâu khắc tại đáy lòng. Yên tâm, hắn từng cùng ta nói qua, muốn chấn hưng nhân tộc, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tới đây tiếp các ngươi trở về. Càng la chỉ có thể như vậy an ủi, cho những này nhân tộc một cái tưởng niệm, bằng không thì bọn họ đem sinh hoạt cùng cái xác không hồn không khác. Ha ha ha, chấn hưng nhân tộc. Đây thật là ta ngàn vạn năm tới nghe qua buồn cười nhất trò cười. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười to từ trên cao truyền đến, tràn ngập trào phúng. Chương 1153, bán một cái giá tốt. Canh một. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, nhưng đang tại nói chuyện càng la mặt liền biến sắc, nàng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo như là ma thần thân ảnh ngạo đứng ở đó, toàn thân dày đặc đen kịp lông vũ, sáng bóng mà sâu thẳm, Tương tự nhân thân, một cái đầu lại là đầu chim. Phía sau mở rộng ra một đôi hắc sắc cánh chim, che khuất bầu trời, trên chín tầng trời thần nhật sáng chói đều bị ngăn trở, to lớn bóng ma bao phủ phương viên ức vạn năm ánh sáng. Một đôi to lớn con mắt hướng nơi này trông lại, bên trong tràn đầy băng lãnh cùng trào phúng. Nhân tộc cũng muốn quật khởi. Đây thật là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười, ha ha ha. Phách lối đùa cực tiếng cười truyền khắp thiên địa, nhưng trong thôn nhân tộc đều rung lẩy bẫy, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều tê liệt trên mặt đất khó mà động đậy. Càng la cũng chịu đựng áp lực thật lớn, nàng thần sắc triệt để ngưng trọng, nhìn chầm chầm trên không, gần từng chữ, cao giai vĩnh hằng thiên quân. A, à. không có nghĩ tới đây lại còn có cái này dạng một cái ưu đẳng mặt hàng, đem các ngươi bắt đi, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Cái kia cao giai vĩnh hằng thiên quân nhìn về phía càng la, ánh mắt sáng lên. Một giây sau, hắn không chút do dự ra tay, lộ ra một con to lớn hắc sắc móng vuốt, vồ một cái về phía phía dưới nhân loại thôn trang, muốn đem càng la cùng nơi này nhân tộc nhóm một mẻ hốt gọn đừng hòng càng la một tiếng quát lạnh thần sắc lãnh ngạo con ngươi trung bắn ra hai đạo trùng ánh sáng lộng lẫy đồng thời trong cơ thể huyết dịch tựa như lôi minh biển động giống nhau chấn xung quanh hư không lung lay ầm ầm một chùm sáng lạng quang mang từ tay nàng bên trong bay ra xé rách thiên địa nhật nguyệt vô quan vậy mà ngăn trở cái kia to lớn hắc sắc móng vuốt cao giai vĩnh hằng thiên quân thần sắc hơi chấn động nhìn chằm chằm càng la không rời mắt chỉ là nghịch thiên cấp đạo quân chiến lực vậy mà bước vào vĩnh hằng thiên quân cấp, tại loại này mãn hoang địa phương nhỏ, lại có người bực này thiên kiêu. Năm đó càng nguyên tông tông chủ, thế nhưng là bị hắc phong vân dự vì nhân vật chính mô bản tồn tại, nếu như càng la không phải là bị càng nguyên đại thiên thế giới trói buộc chặt nói, lấy nàng tài tình, chỉ sợ sớm đã trưởng thành đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng dù vậy, những năm này, nàng cũng tiến bộ phi tốc, ở phương diện này, chỉ có phong vân mới có thể ép nàng một đầu. Đáng tiếc, chiến lược chỉ là có thể so với đê giai vĩnh hằng thiên quân cho nên ngươi nhất định chạy không được sinh ra hắc sắc cánh chim cao giai vĩnh hằng thiên quân càng xem càng la càng ánh mắt hừng hực dạng này thiên kiêu nếu như cầm tới đấu giá hội thượng đấu giá đơn giản có thể bán đi giá trên trời một chút cường đại tồn tại thế nhưng là rất ưa thích thiên kiêu vô luận là hành vi tôi tớ vẫn là vì đoạt cơ hoặc là hành vi lô đỉnh đều là nhân tuyển tốt nhất nếu như nói trước đó càng la chỉ là hơi gây nên hắn chú ý nói như vậy hiện tại liền thành vì hắn nhất định được đồ vật dạng này thiên kiêu nếu như có thể bán đi như vậy là hắn có thể bằng vào tới tay tài nguyên tiến một bước đột phá thậm chí đạt tới nửa bước đạo tôn đều không là vấn đề phát phát vừa nghĩ đến đây vị này cao giai vĩnh hằng thiên quân liền vô cùng hưng phấn hắn lại không có giữ lại trực tiếp thi triển ra toàn lực thậm chí tế ra chính mình bản mệnh phát bảo hình thành một cái to lớn thiên võng che lấp đến không vật gì không phá một lần này mặc dù càng la tài tình tuyệt thế cũng khó có thể ngăn trở bị thiên võng bắt lấy được mà toàn bộ thôn trang nhân tộc cũng theo chi bị bắt đi, hành vi tặng phẩm phụ. Chật chật, vốn có chuyến này đi ra là muốn bắt một ít nhân tộc trở về làm nô lệ, không nghĩ tới lại có lớn như thế thu hoạch, xem ra là thượng thiên tại phù hộ ta. Vị này cao giai thiên quân nhìn xem bị vây ở thiên võng trung càng la, nhìn không được giác giác cười nói. Lập tức, hắn nhẹ nhàng một cái cánh chim, sát na phá không mà đi, biến mất tại phía cuối chân trời. Nhưng mà, ở vào cực độ hưng phấn trung hắn, cũng không biết, hắn gây cái dạng gì kinh khủng tồn tại không chỉ có liền chính hắn đều có chuyện, thậm chí hắn vị trí tộc đàn, cũng đều muốn đại nạn lâm đầu. Đạo quân cấp thổ hệ thiên phú, đến từ hoang quyết hình chiếu. Hỗn động cấp thể chất thiên phú, đến từ hoang mỹ la hình chiếu. Thiên phú thần thông, thiên quy chân thân, đến từ hoang thiên hoa hình chiếu. Đạo quân cấp võ kỹ, thiên quy thần quyền, đến từ hoang cửu âm hình chiếu. Thất tuyệt thiên la tán, đạo khí, đến từ hoang tuyết hình chiếu. Đạo quân cấp thể chất thiên phú, đến từ hoang bạch hình chiếu hỗn động tất thể chất thiên phú đến từ hoang vô lượng hình chiếu một tòa phủ đệ bên trong phong vân xếp bằng ở đây ý thức nhìn về phía ba lô bị bên trong lít nha lít nhít hình chiếu choáng váng mắt nhất là bên trong những cái kia thể chất thiên phú càng làm cho hắn vui vẻ ra mặt toàn tộc một nửa có được không sai thể chất thiên phú đều bị ta hình chiếu soát nhiều lần như vậy mỗi một lần đều rơi xuống đại lượng thể chất thiên phú thật sự là sản khoái a phong vân ở chỗ này đợi rất có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn soát một lần hình chiếu có lẽ là bởi vì hình chiếu đo quá nhiều duyên cớ cơ hồ mỗi lần hắn đều có thể chất thiên phú thu hoạch nhiều nhất một lần thế nhưng là liên tiếp bạo mười mấy cái thể chất thiên phú mặc dù đều là hỗn độn cấp nhưng cũng cực kỳ khủng bố loại này liền là thuần túy lấy đo chồng chất sinh sinh tích tụ ra đến đương nhiên cũng có một điểm vận khí thành phần ở bên trong bằng không thì nếu là đổi cứu cực phi tù tới khả năng mấy chục ức hình chiếu đều cho ngươi bạo cái tịch mịch đi ra Lần này lại bảo không được ít thể chất thiên phú đi ra. Phong Vân quét mắt một vòng ba lô, phát hiện trong đó có đạo quân cấp thể chất thiên phú 6 cái, hỗn độn cấp thể chất thiên phú 9 cái. Tổng cộng lên, liền là hai cái vĩnh hằng cấp thiên phú, cùng một cái vĩnh hằng cấp thiên phú. Lại dung hợp một chút, liền là một cái đạo tôn cấp thiên phú. Phong Vân trước đó đã dung hợp qua, khi đó hắn thể chất thiên phú đã tăng lên tới đạo tôn cấp, lại thêm cái này, hắn thể chất thiên phú đem đạt tới song đạo tôn cấp cũng liền không sai biệt lắm tương đương với nhị bộ đạo tôn đỉnh phong bộ dáng. Chỉ cần lại đến một cái đạo tôn cấp thiên phú, liền đem tương đương với tứ bộ đạo tôn hoàn cảnh. Thể chất thiên phú cùng cảnh giới tu hành không giống nhau, phân chia cũng không có rõ ràng như vậy. Với lại mỗi tăng lên một cái đạo tôn cấp thể chất thiên phú, mang đến chiến lực biến hóa, muốn rõ ràng lớn hơn đạo tôn cảnh giới đột phá một cái tiểu cấp độ. Đánh cái so sánh, hiện tại phong vân thể chất thiên phú đạt tới song đạo tôn cấp, hắn thân thể chiến lực liền có thể so với nhị bộ đạo tôn đỉnh phong, cái này so nhất bộ đạo tôn đột phá đến nhị bộ đạo tôn lúc mạnh hơn nơi này hình chiếu cũng kém không nhiều nghe nói nơi này tộc trưởng cũng xuất quang nên đi coi nhìn một chút hắn phong vân ở chỗ này hình chiếu nhiều như vậy hoang quy nhất tộc tộc nhân nhưng đều không có đạt được nhân tộc tin tức nghe nói nơi này tộc trưởng kiến thức rộng rãi với lại tu vi cao nhất tìm hắn có thể vẫn có thể xem là một cái điện pháp chỉ bất quá trước đó tộc trưởng này một mực tại bế quan phong vân một mực không có cơ hội bây giờ nghe nói hắn xuất quang liền có thể thử một chút Chương 1154, yên tâm, không đau. Canh 2 Hoang quy tộc tộc địa, cao nhất kiến trúc chỗ. Một cái gánh vác mai rùa trung niên nhân đứng ở đây, toàn thân tản ra huyền hoàng ánh sáng màu huy, chính là hoang quy nhất tộc tộc trưởng. Vị tộc trưởng này mới vừa từ tu hành phòng bên trong xuất quan, trong tay hắn, chính nắm vuốt một mai đưa tin phù. Cũng chính là bởi vì cái này mai đưa tin phù, cho nên hắn mới biết sớm xuất quan. Giờ phút này, vị tộc trưởng này vừa mới đọc xong đưa tin phù bên trong nội dung, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, thần thú tộc Hắc Vũ Thiên Quân, bắt được một cái nhân tộc bộ lạc, vậy mà trong đó còn có một cái nữ đạo quân, thiên tư siêu nhiên, chiến lực có thể so với đê giai vĩnh hằng thiên quân. Bắt được nhân tộc bộ lạc, cái này cũng không hiếm lạ, hiếm lạ là vị kia nữ đạo quân, bất quá mới nói quân cảnh giới, chiến lực lại cao như vậy, thiên phú độ cao, đủ nhân tưởng tượng. Xem ra cái này lần đấu giá hội, áp trục đồ vật chính là cái này nữ đạo quân. hoan quy nhất tộc tộc trưởng lắc đầu, tại dạng này hỗn loạn chi địa, nữ tính đạo quân vốn lại ít, huống chi là thiên phú tài tình cao như thế, khi liền càng là trân quý rối tinh rối mù. Có thể tưởng tượng, vị này nữ đạo quân nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đại nhân vật tiến về tranh đoạt. Đoán chừng đều là đạo tôn cấp cường giả, cùng ta loại tiểu nhân này vật không có đóng, với lại, khoảng cách đấu giá hội còn một tháng nữa thời gian, ta hiện tại đi cũng không kịp, chỉ có thể đi xem một chút náo nhiệt. Hoang quy nhất tộc tộc trưởng khẽ thở dài. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người dự định phân phó tộc nhân chính mình muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên bỗng nhiên phát hiện ở trước mặt mình chẳng biết lúc nào vậy mà đứng đấy một thân ảnh là ai hắn vô ý thức liền muốn trống to nhưng lời đến khóe miệng lại hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà bị giam cầm ở tại chỗ không không phải hắn bị giam cầm mà là hắn vị trí thời không bị đông cứng tiếp theo vị tộc trưởng này liền thấy một người mặc bạch kim sắc chiến giáp thanh niên chậm rãi hướng hắn đi tới cái này đây là nhân tộc tộc trưởng thấy rõ ràng đạo thân ảnh này trong lòng lập tức hoảng sợ vô cùng nói Hắn cũng đã gặp mấy lần nhân tộc, biết được nhân tộc chính là như vậy hình dáng tướng mạo, trước mắt cái này thanh niên thần bí, không hề nghi ngờ là nhân tộc. Nhưng làm hắn kinh hãi là, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhân tộc. Nhất niệm đông kết thời không, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Đơn giản siêu việt hắn tưởng tượng. Yên tâm, không có sao, lập tức đi qua, ngủ đi. Một thanh âm truyền đến, chợt xa chợt gần, phản phất đến từ chân trời, lại như tại trong đầu quanh quẩn. Không tốt, viễn thuật Hoang quy nhất tộc tộc trưởng trong lòng kinh hải, nhưng hắn căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng, chỉ là dãy dụa từng cái, lập tức liền lâm vào huyễn thuật bên trong. Phong vân lập tức đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, lập tức đại lượng ký ức từ hoang quy nhất tộc tộc trưởng trong đầu bay ra, bị phong vân bắt đến. Ân. Tìm đọc một lát, bỗng nhiên phong vân phát hiện một cái trọng yếu tin tức. Sau một tháng, tại thần thú thành bên trong biết cử hành một cái đấu giá hội, trong đó có nhân tộc đấu giá, còn có một cái nữ đạo quân. Phong Vân ánh mắt lạnh dần, đấu giá nhân tộc. Hắn mặc dù biết nhân tộc tại vực ngoại địa phương sinh tồn hoàn cảnh rất có thể không tốt, nhưng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị xem như nô lệ một dạng đấu giá. Thần thứ thành, thần thứ nhất tộc sao? Phong Vân ghi nhớ nơi này, cũng ghi nhớ cái này tộc đàn. Một giây sau, hắn vung tay lên, lập tức hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, mà chính hắn, cũng biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua một dạng. Không bao lâu, Hoan quy nhất tộc tộc trưởng thức tỉnh, hắn đầu tiên là hoảng hốt một lát, sau đó một mặt mờ mịt nói, ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải hẳn là đang bế quan sao. Nói qua, hắn lại đi trở về tu hành phòng, bắt đầu bế quan. Đến mức trước đó tin tức, Phong Vân đã đem hắn tương quan ký ức xóa đi. Căn cứ hoang quy tộc tộc trưởng ký ức đến xem, thần thú thành cách nơi này chừng triệu ức ức năm ánh sáng khoảng cách, mà đấu giá hội còn một tháng nữa liền muốn mở ra, bằng vào ta hiện tại tốc độ, hẳn là theo kịp. Phong Vân trong lòng tự nói. Sau đó, hắn không có chút gì do dự, mở ra điên cuồng đi đường hình thức, tranh thủ tại đấu giá hội kết thúc trước đó đuổi tới. Một tháng thời gian chớp mắt mà qua. Thần thứ thành, đây là thần thứ nhất tộc chủ thành nơi ở, bao la vô biên, dung nạp thần thứ tộc ức vạn vạn tộc nhân số lượng. Thần thứ tộc, thuộc về đỉnh cấp đại tộc một trong, trong tộc có hai vị đạo tôn tọa trấn, theo thứ tự là lão tộc trưởng thiên thứ đạo tôn, nghe đồng vị liệt nhị bộ đỉnh phong đạo tôn cấp độ. Cùng đương đại tộc trưởng địa thứ đạo tôn, vị liệt nhất bộ đạo tôn đỉnh phong cấp độ có cái này hai vị đạo tôn tỏa trấn tăng thêm thần thú tộc tức vạn vạn tộc nhân số lượng tạo thành một cái cường đại mà đáng sợ tộc đàn hiệu lệnh vô số trung tiểu tộc quần bởi vậy thần thú nhất tộc tổ chức đấu giá hội vẫn rất có tên tuổi biết hấp dẫn đại lượng tu giả tới mà cái này lần đấu giá hội còn có một vị thiên phú kinh người nữ đạo quân chỉ sợ tới sửa người chỉ có thể càng nhiều thậm chí một vài đại nhân vật cũng biết ngựa không dừng vó chạy đến một ngày này là đấu giá hội đúng hạn mà tới thời gian thần thú thành nơi trung tâm nhất đấu giá hội đại môn sớm đã rộng mở, đại lượng tu giả bay vào bên trong đi. Đều là cái nào đó tộc đàn tộc trưởng, cùng cao tầng loại hình, tu vi thấp nhất đều là giá thấp vĩnh hằng thiên quân, đến mức phía dưới, căn bản không tư cách vào đến. Đây là một lần mặt hướng tinh anh cấp đấu giá hội. Vào thời khắc này, ở phương xa hư không bên trong, có trầm hồn tiếng trống vang lên, cái này tiếng trống giống lên đám người tâm thần, tràn ngập một loại kỳ dị vận luật, từ chân trời truyền đến. Sau một khắc, cái kia một mảnh hư không bên trong, đầy trời thần hà đi theo, thần hoa sáng chói, một cổ phong cách cổ xưa xe đá từ trong đó hiển hiện ra. Hai đầu thiêu đốt thần diễm, sinh ra hỏa dực hoang thú kéo xe, xe đá phía dưới có kim hồng sắc thần hà trải đường, cực điểm tôn giả xa hoa. Thần thứ thành, rất nhiều tu giả trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, xa xa nhìn qua cái này xe đá không ngừng tới gần. Đó là địa hỏa thần tộc tiêu chí, đến hẳn là địa hỏa thần tộc trưởng lão. Không biết là vị nào trưởng lão, có thể lệnh thiên quân cấp hoang thú kéo xe, tất nhiên là tu vi thông thiên, nói không chừng, là một vị một bước trở lên đạo tôn. Liền bực này cường giả đều giáng lâm. Không ít tu giả kinh hô, vị kia thiên kiêu cấp nữ đạo quân, nó lực hấp dẫn mạnh, còn muốn vượt qua bọn họ đoán trước. Chờ một chút, đó là cái gì? Lại có tu giả kinh hô, bọn họ hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia đông phương triều dương lên xuống chỗ, một đạo chói lọi vô cùng tử kim mang vạch phá thiên khung, tựa như một đạo tử kim thần điện, khủng bố khí cơ cách xa mấy chục ức năm ánh sáng khoảng cách. Đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Thật đáng sợ tốc độ cái kia tử thần mang vàng ống lấy tốc độ kinh người vượt qua mấy chục ức năm ánh sáng khoảng cách, cùng cái kia xe đá sánh vai cùng, lúc này mới dần dần hiển lộ ra thân hình. Chương 1155, Nhân tộc Chi Chủ Canh 3 Đây là một đầu loại người sinh linh, toàn thân đều là tử lớp vảy màu vàng ống, phía sau có một đầu thô to cái đuôi, đỉnh đầu cũng có hai cây sừng thú, lóe ra khủng bố hàng mang. Một đôi mắt lạnh lùng như băng, tử con mắt màu vàng ống tựa như lưỡi đao giống nhau sắc bén, đảo qua thần thú thành một chút, làm cho vô số tu giả cúi đầu xuống đầu, không dám nhìn thẳng. Ở tại phía sau, càng là cổng một cây tử kim sắc cổ thương, cái này cổ thương sắc bén vô cùng, tự nhiên phát ra một cổ đại đạo chi vận, lúc này, có rất nhỏ tiếng súng âm vang lên, tựa như sau một thắt liền muốn bay ra. Đạo tôn cấp thần binh. Không hề nghi ngờ, có được loại khí thế này cùng đạo vận thần binh, trừ đạo tôn cấp thần binh, không còn gì khác. Mà còn không đợi chúng tu người phản ứng, từ phương xa hư không, lại phá không mà tới hai tên cường giả, cái này hai tên tồn tại vượt qua thiên địa, có thủ đoạn thông thiên bên trong một cái toàn thân đều là thâm thanh sắc, liên quan da thịt, lông mày, con ngươi chờ một chút, cũng đều như vậy, hiển nhiên một cái kim loại người bộ dáng. Một đôi tròng mắt như u đầm dập dần, chỉ là cái kia trong đó lộ ra một cổ thật sâu hờ hững, làm cho hạ hai mươi phương vô số tu giả làm tới run sợ. Một cái khác, là một đầu cự thú, tương tự thần ngưu, nhưng là hai cây sừng trâu lại dị thường lớn mạnh, phía trên có ngũ sắc quan mang chấp động, dưới móng đạp trên tường vân, lăng hư ngự không, như là một tôn cửu thiên thủy thú, tảng mắt lấy đáng sợ khí cơ làm cho cái kia kéo động xe đá hai đầu hỏa giật thú đều hoảng sợ bất an, không ngừng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Bốn tên cường giả, còn có một tên tại xe đá trung còn chưa hiện thân, nhưng là cái kia bốn cổ sông tiêu thần uy khí thế đã đem thần thú thành hoàn toàn bao khỏa, Điểm Phong không vào, hư không ngưng trệ, một cổ cực kỳ kiềm chế bầu không khí tràn ngập ra. Ầm ầm. Dường như cảm ứng được tứ đại cường giả khí tức, thần thú thành bên trong, đồng dạng có hai cổ cùng cuộn khí cơ lóe ra. Ha ha ha, không nghĩ tới địa hỏa thần tộc tử kim thạch tộc, thanh tinh đế tộc, ngũ thải thần ngưu tộc, bốn vị siêu cấp đại tộc đạo hữu sẽ quan lâm bỉ thành, thật sự là hết sức vinh hạnh a. nương theo lấy cường đại khí cơ, hai bóng người từ thần thú thành bên trong bay ra, một lão một bên trong, chính là thần thú nhất tộc lão tộc trưởng cùng tộc trưởng đương nhiệm. nghe nói ngươi cái này bên trong có thiên phú không tồi nữ đạo quân, ta liền tới xem một chút. xe đá bên trong tồn tại truyền ra nhàn nhạt thanh âm. không sai, cũng đừng khiến ta thất vọng. một cái khác gánh vác cổ thương tử kim sắc sinh vật lãnh đạm nói ha ha yên tâm chắc chắn sẽ không nhường bốn vị thất vọng còn xin vào hội trường đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu lão tộc trưởng thiên thứ đạo tôn mời vô cùng nhiệt tình có thế không nhiệt tình sao cái này bốn cái đều là đến từ bốn cái siêu cấp tộc đàn bối cảnh lớn cực kỳ lại nói dứt bỏ lai lịch thân phận cái này bốn cái tu vi cảnh giới cũng đều cao nhất phê tối thiểu đều có tam bộ đạo tôn tu vi thậm chí đạt tới tam bộ đỉnh phong đánh chết hắn cũng không dám lười biếng lúc này cái này bốn vị cường giả vào đấu giá hội, cái kia dài đằng đẳng uy áp mới chậm rãi tán đi, bao phủ trong thành những tu giả kia trong lòng mù mịt cũng chậm rãi biến mất. Bọn họ nhìn không được nhiệt nghị lên. Địa hỏa thần tộc, tử kim thạch tộc, thanh tinh đế tộc, ngũ thải thần ngưu tộc, lại là cái này tứ đại tộc cường giả tuyệt thế đến. Kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao cách gần nhất liền là cái này tứ đại tộc. Cái này tứ đại tộc thế nhưng là tại toàn bộ vực ngoại đều rất nổi danh, trừ một chút thái cổ ma đầu, vô địch chiến giả bên ngoài, là thuộc bọn họ cường đại nhất không sai, đáng tiếc đấu giá hội chúng ta vào không được, không thể lấp kính thiên tư, thật sự là tiếc núi a. những người tu này đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thân phận đại nhân vật, cả đám đều này không được, mà giờ khắc này, tại đấu giá hội bên trong, đấu giá giao dịch đang tại hừng hực khí thế tiến hành. bất quá tứ đại tộc bốn vị cường giả cũng không ra tay, hiển nhiên nơi này đồ vật khó vào phát nhãn bọn họ. rất nhanh, đấu giá liền vào đi đến một khắc cuối cùng. lúc này, một vị thân ảnh đi đến đài cao chính là trước đó bắt Càng La cùng một đám người tộc Hắc Vũ Thiên Quân. Vốn có lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần thiết đảm nhiệm chủ trì, nhưng hôm nay đến bốn vị cường giả, phân lượng không nhỏ, tự nhiên cần hắn tự mình đi ra, lấy đó đối cường giả tôn kính. Bốn vị đại nhân, đây chính là ta từ một chỗ đất hoang chọc tới nữ đạo quân, cùng một số nhân tộc, mời xem qua. Lời nói rơi xuống, Hắc Vũ Thiên Quân vung tay lên, lập tức hắn bản mệnh thần binh biến thành thiên võng tản ra, cuối cùng càng la cùng người liên can tộc thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao tại càng la xuất hiện một sát na bốn vị siêu cấp cường giả ánh mắt liền chăm chú rơi ở trên người nàng từ trên xuống dưới quét hình giống như là xem thấu sâu trong linh hồn thật mạnh thân thể xe đá bên trong tồn tại phát ra một chút bối rối linh hồn cường độ có vẻ như cũng rất tốt siêu việt đạo quân cấp độ Vũ sắc thần ngưu tộc cường giả ánh mắt lộ ra dị sắc mặt khác hai cường giả trên mặt cũng đều lộ ra hài lòng thần sắc hiển nhiên càng la tài tình thiên phú còn muốn vượt quá bọn họ đoán trước tầng thứ này đạo quân cho dù tại bọn họ trong tộc, đều có thể tính làm một cái thiên kiêu đến bồi dưỡng. Ha ha, ta đã sớm nói, sẽ không lệnh bốn vị đạo hữu thất vọng, đã như vậy, vậy thì mời bắt đầu ra giá đi, quy củ cũ, người trả giá cao được, vô luận là thần vật, vẫn là linh dược, cũng hoặc công pháp bí tịch, đều là có thể đi. Lão tộc trưởng thiên thú đạo tôn mở miệng nói. Đáng chết. Lúc này, càng la cũng nghe đi ra, nàng lại là bị coi như nô lệ hàng hóa một dạng bị đấu giá. Nhưng nàng lại không thể làm gì, mặc dù chưa từng ra tay, nhưng nàng bằng vào xuất sắc cảm giác lực, cũng có thể cảm giác được, ở đây tu giả tu vi cảnh giới, cơ bản đều phía trên nàng. Nhất là cái kia sáu cái, tại nàng cảm giác bên trong, đơn giản như vô tận hỗn độn một dạng, thâm bất khả trắc, mênh mông vô ngần, khủng bố một cái ý niệm trong đầu liền đạt tới trấn áp nàng, không có chút nào phản kháng lực lượng. Loại uy thế này khí cơ, chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong đạo tôn mới có thể có được. Nghĩ tới đây, càng la một trái tim không khỏi chìm xuống, nhịn không được cười khổ một tiếng, xem ra thật sự là tai kiếp khó thoát nàng chỉ là tới tìm cái bảo mà thôi, không nghĩ tới gặp được cái này việc chuyện, thật sự là tai bay vạ gió a. À. Mà bên cạnh nàng những này nhân tộc, từng cái cũng đều rung lẫy bẫy, nơi này khí cơ giao thoa, đối bọn hắn tới nói, tựa như đại núi đặt ở trong lòng một dạng, khó mà hô hấp. Ở chỗ này, bọn họ chỉ sợ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Lúc này, cái kia nhân tộc tiểu la lị không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy cái kia siêu phàm thoát tục thanh niên, nhịn không được trừ khắp nói, nhân tộc chi chủ, ngài lúc nào đến cứu vớt chúng ta nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trận đều là nhất đẳng cường giả, này một ít thanh âm bọn họ không có khả năng nghe không được. Lập tức, từng cái phát ra tiếng cười to, nhân tộc chi chủ. Yếu đuối như sâu kiến nhân tộc, có tài đức gì sinh ra nhân tộc chi chủ, chết cười. ầm ầm Bỗng nhiên, toàn bộ thần thứ thành chấn động mạnh. Chương 1156, ẩn tàng phía sau màn Canh một Oanh. Kinh thế tiếng động, trung chuyển toàn bộ thần thứ thành tại cái này tòa cổ xưa siêu thoát trên tòa thần thành, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được đại phá diệt khí tức, phản phất có vô số thế giới đồng thời sụp đổ. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, bao phủ tại thần thú thành bên ngoài mông lung hỗn độn, ầm ầm vỡ vụn, có khủng bố uy áp trùng trùng điệp điệp mà đến, chấn động tòa thần thành này. Mênh mông không biết, truyền đến vô thượng uy áp, như hãng hải một dạng, thâm bất khả trắc. Ân. Địa thứ đạo tôn biến sắc, hắn là đương đại thần thú tộc tộc trưởng, tâm thần cùng thần thú thành sớm đã dung hợp lại cùng nhau, lúc này cảm ứng rõ ràng đến, thần thú thành đang tại gặp vô thượng cường giả công kích. Có tồn tại chính lấy cái thế đại thần thông tại đối cứng thần thú thành bình chướng, đánh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Là ai tại ra tay? Hắn nhịn không được thấp giọng hô nói. Vô luận là ai, cũng không thể quấy nhiễu đấu giá hội tiến hành. Thiên thú đạo tôn ánh mắt âm hàng, không cần quản hắn, chờ đấu giá hội kết thúc, nhưng hắn đẹp mắt. Dám đến ta thần thú thành nháo sự, ai cho hắn lòng can đảm. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, thần thứ thành lại là lay động một hồi tiếp theo từ mênh mông vô tận chỗ sâu truyền đến khủng bố ba động đó là một cổ không thể miêu tả không cách nào tưởng tượng khí cơ chấn động vô tận năm ánh sáng đụng vào thần thứ thành toàn bộ sinh linh trên linh hồn lên tới đạo tôn cho tới phàm tục tất cả đều cảm giác được một cổ cực hạn áp chế thần thứ thành tại run rẩy hư không tại đổ sụp bành nặng nề bạo động âm thanh truyền ra phản phất vượt qua thời không trung chuyển cổ kim tương lai thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản Vết tại thời khắc này có không cách nào tưởng tượng kinh thiên sát ý ngưng tập hợp một chỗ và chạm ra một cổ thiên địa bản nguyên sát âm sát ý đánh nát hư không phá diệt thiên địa trong nháy mắt này thiên thú đạo tôn cùng địa thú đạo tôn lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh nhao nhao xông ra hội trường lấy bản thân bàn bạc quy lực ngăn cản cái kia cuốn theo tất cả mà tới đáng sợ sát ý ầm ầm một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh sau đó hỗn độn đại sụp đổ cuối cùng ngăn trở sát ý tiến công bất quá lớn như vậy thần thú thành cũng bị hủy đi một phần ba đại lượng kiến trúc tan thành mây khói hóa thành hoang vu địa phương thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn nhìn xem cái này hết thảy khí toàn thân phát trung thần thứ thành thế nhưng là bọn họ tân tân khổ khổ thành lập vô thượng thần thành đứng vững vàng ung dung lịch sử tuế nguyệt đã vượt qua ngàn vạn ức kỷ nguyên thời gian chưa bao giờ có tổn thương gì nhưng ở hôm nay lại gặp nhận như vậy tàn phá với lại nhất làm giận là cho đến bây giờ hai người bọn họ cũng không biết đến tục cùng là ai tại ra tay có thể cảm ứng được là ai tại ra tay sao thiên thứ đạo tôn hỏi thăm bên cạnh địa thứ đạo tôn cái sau sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu căn bản không cảm ứng được xem ra là cái cực kỳ am hiểu ẩn tàng cường giả thiên thứ đạo tôn thần sắc khó coi hắn không biết mình khi nào trêu chọc khó chơi như vậy đối thủ từ vừa rồi giao thủ đến xem thực lực đối phương cường hoành vô cùng chí ít không thua hắn cái này khiến thiên thứ đạo tôn trong lòng cực độ kinh ngạc hắn gần đây chỉ lớn kẻ yếu đối cường giả từ trước tới giờ không sẽ ra tay đối với cùng hắn cùng cấp độ đạo tôn, kia liền càng sẽ không kết thù. Cho nên, hắn hiện tại là lại phẫn nộ lại mộng bức, bí mật truyền âm, nhưng mà đối phương nhưng căn bản không treo hắn, nhưng hắn cơ hồ tức điên. Bất đắc dĩ, thiên thứ đạo tôn chỉ có thể hướng cái kia bốn vị đại nhân vật xin giúp đỡ. Lúc này, cái này bốn vị đại nhân vật cũng bởi vì lúc trước biến cố, nhau nhau lập tức hội trường, đứng tại trên bầu trời xa xa, thần sắc khác nhau. Thiên thứ đạo tôn nhanh chóng bay đến phụ cận, hướng phía bốn vị đại nhân vật ôm quyền thi lễ, bốn vị, tình huống các ngươi cũng trông thấy, không biết từ nơi nào đến phiền phức gia hỏa phá hư đấu giá hội giao dịch, chúng ta thật sự là không có cách nào. Còn xin bốn vị ra tay, sau đó tất có thâm tạ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đưa cái này nháo sự gia hỏa cho bắt tới, bằng không thì tiếp tục trì hoãn, bọn họ thần thứ nhất tộc mặt mũi còn muốn hay không. Bị chắn trước cửa nhà nửa ngày, nhưng lại không biết là ai ra tay. Bốn vị đại nhân vật nghe vậy, trong đó cái kia ngồi tại xe đá trung vô thượng tồn tại, rốt cục hiện ra thân hình. Đây là một cái toàn thân bốc lên kim hồng sắc thần diễm thân ảnh, chiều dài chính trượng, tay cầm quạt lông, khi hắn xuất hiện lúc đợi, thiên địa đều làm tới ảm đạm phai mờ. Hắn lăng lập hư không, xung quanh tự có thần hà hiển hiện, đại đạo thiên âm vang vọng hư không. Đây là Địa Hỏa thần tộc Tam trưởng lão, nghe nói vị liệt tam bộ đỉnh phong đạo tôn cấp độ, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Lại là vị đại nhân vật này. Thành trung các sinh linh từng cái kinh hô, ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, như phàm nhân ngưỡng vọng thần linh thiên Thứ đạo tôn bọn họ thần sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết được. Ta tới đi. Cái này địa hỏa thần tộc tam trưởng lão mở miệng nói. Vậy làm phiền tam trưởng lão ngươi. Thiên Thứ đạo tôn cùng địa thú đạo tôn chấp tay cảm tạ. Xoát. Một giây sau, địa hỏa thần tộc tam trưởng lão đi vào thần thú thành phía trước hư không, hắn ngóng nhìn mênh mông không biết chỗ, thản nhiên nói, ra đi, trốn trốn tránh tránh há lại là cường giả hành vi. Nhưng mà, xung quanh cũng không có bất kỳ thanh âm gì trả lời hắn địa hỏa thần tộc ba trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn vẫy tay, sau lưng xe đá bên trong, lập tức có một cổ ngút trời kỳ thật bắn ra mà ra. Khí thế kia đầy trời, làm cho vạn không vỡ nát, dễ như trở bàn tay. Lập tức, một thanh kim hồng sắc thần mâu từ xe đá bên trong bay ra, rơi vào địa hỏa thần tộc tam trưởng lão trong tay. Đạo tôn cấp thần mâu. Lại là một kiện đạo tôn cấp chí bảo. Không ít tu giả lên tiếng kinh hô, trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng, Cắt cao nhìn chằm chằm cái kia kim hồng sắc thần mâu. Diệp. Tam trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, tay phải chấp mâu, nhẹ nhàng vạch một cái, giữa thiên địa kim hồng sắc thần diễm bạo phát, hóa thành một đạo cầu vồng, phóng tới mênh mông không biết chỗ. Đây là một đòn kinh thế, chỉ là đứng ngoài quan sát, liền có một loại ngạc thở cảm giác ác bách, để cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, cái kia kim hồng sắc thần diễm cầu vồng xông vào mênh mông không biết chỗ, không đến một giây đồng hồ, liền hoàn toàn dập tắt, tựa như chưa từng tồn tại. Lúc này, rốt cục có một thanh âm từ bên trong truyền ra, lạnh nhạt vô biên. Bằng ngươi một cái tam bộ đỉnh phong đạo tôn, cũng muốn diệt ta. Xôn sao? Lời này vừa ra, toàn bộ thần thú thành xôn sao một mảnh, vô số sinh linh trở nên khiếp sợ. Cái này trong bóng tối ra tay đến tục cùng ra sao hứa tồn tại, vậy mà đối địa hỏa thần tộc tam trưởng lão như vậy ngạo mạn. Quả nhiên, tam trưởng lão nghe nói như thế, thần sắc trên mặt triệt để băng hàng. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Một giây sau, hắn trực tiếp dẫn theo thần mâu giết vào mênh mông không biết chỗ. ầm ầm, lập tức bên trong bạo phát không cách nào tưởng tượng khủng bố ba động, giống như là từng cái thế giới rơi xuống, chấn động vô số sinh linh rung lẩy bẩy, giống như là có một vị khai thiên tích địa cự nhân tại huy động búa chém ra thiên địa hỗn độn. Oanh! chỉ một lát sau thời gian bên trong khủng bố ba động liền dừng, tiếp theo một bóng người từ bên trong bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập tại thần thú thành bên trong, nhấc lên cuồn cuộn ba động vô số sinh linh ngưng mắt nhìn lại, lập tức trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chương 1157, lóe sáng đăng tràn. Canh 2 Chỉ thấy cái kia hố to bên trong, không ngừng ho ra máu, lại là địa hỏa thần tộc tam trưởng lão. Cái này, cái này. Thật giả. Tam trưởng lão, hắn, hắn vậy mà bại. Mà lại là trong nháy mắt liền bại. Khí. Vô số sinh linh thấy cảnh này, tất cả đều hít vào lạnh khí, tựa như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất hình tượng một dạng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cao cao tại thượng đại nhân vật tam trưởng lão, vậy mà nhẹ như vậy dễ liền bại. Thậm chí, đối phương đều không hề lộ diện, chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc. Giờ phút này, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả thiên thú đạo tôn, địa thú đạo tôn, cùng còn lại ba cái kia đại nhân vật, cũng đều sắc mặt triệt để ngưng trọng. Tử kim thạch tộc đạo tôn cường giả nhìn chầm chầm mênh mông không biết chỗ, gần từng chữ, tứ bộ, đạo tôn có thế trong nháy mắt đánh bại tam bộ đạo tôn đỉnh phong tam trưởng lão cái này trong bóng tối tồn tại tu vi cảnh giới chí ít cũng là tứ bộ đạo tôn cấp độ thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn thần sắc đắng chát bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lúc nào trêu chọc đến bực này cái thế tồn tại đạo tôn cảnh giới một bước một thiên địa tứ bộ đạo tôn cấp độ vậy cũng là vô thường cái thế tồn tại liền ngay cả bên cạnh ba vị đại nhân vật cũng đều sắc mặt nghiêm túc không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm tứ bộ đạo tôn mặc dù tại bọn họ trong tộc vậy cũng là tuyệt đối cao tầng, vị liệt đại trưởng lão, thậm chí là phó tộc trưởng một vị, địa vị còn muốn tại bọn họ phía trên. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ở đây đợi xa xôi khu vực, vậy mà sẽ có tứ bộ đạo tôn tới đây. Chẳng lẽ cũng là vì cái kia nữ đạo quân? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, đạt tới tầng thứ này cường giả, đối với một cái nho nhỏ đạo quân, chỉ sợ còn không đến mức như vậy để bụng. Vị đại nhân này, không biết ta thần thú tộc như thế nào đắc tội ngươi, còn xin công khai. Thiên thú đạo tôn lúc này cũng không dám bày sắc mặt thậm chí hắn đều bị dọa không nhẹ, một vị tứ bộ đạo tôn tự mình đến tìm hắn để gây sự, ngẫm lại liền để tê cả da đầu, lập tức chắp tay thỉnh tội, ngữ khí đều mang theo một vòng kính ý. Có thế bất kính sao? Đối phương sợ là lật tay liền có thể trấn áp hắn. Chớ nhìn hắn là nhị bộ đạo tôn, nhưng ở tứ bộ đạo tôn trước mặt, căn bản không cái gì phản kháng lực lượng. Hắn cũng không phải cái gì cái thế yêu nghiệt, có thể vượt cấp mà chiến, chỉ có thể nhận sợ. Bắt tộc nhân ta ra bán, ngươi nói một chút vì sao đắc tội ta lạnh nhạt thanh âm từ nơi nào không rõ truyền đến. Thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn đồng thời mộng bức, bọn họ nhìn xem đấu giá hội, trừ yếu đuối nhân tộc bên ngoài, không còn gì khác tộc đàn A. Chẳng lẽ cái kia nữ đạo quân là vị này cái thế tồn tại tộc nhân? Hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến cái này. Không riêng gì hai người bọn họ, bên cạnh cái kia ba vị đại nhân vật, cũng đều nghĩ tới chỗ này, sắc mặt biến hóa. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng giật mình, khó trách cái này nữ đạo quân thiên tư như vậy kinh thế, nguyên lai like phía sau là có một vị tứ bộ đạo tôn. Em. Kỳ thật bọn họ nghĩ cũng không sai, càng la xác thực cùng phong vân có chút liên hệ, bất quá cái trước có được như vậy tài tình, lại cùng phong vân không có quan hệ gì. Nhưng mà phong vân nhưng lại không biết đây hết thảy, hắn căn bản vốn không biết càng la cũng ở nơi đây, hắn trong miệng tộc nhân. Bên này. Thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn tự nhận vì cái kia nữ đạo quân là vị này cái thế tồn tại tộc nhân, lập tức cúi đầu xuống, tất cung tất kính nói, đại nhân, chúng ta không biết cái này là ngài tộc nhân mong rằng thứ tội a à. đúng vậy a à, đại nhân chúng ta là không phải cố ý nếu như sớm biết đó là ngươi tộc nhân chính là cho chúng ta một vạn cái lòng can đảm cũng không dám lỗ mãn a à. tại vô số sinh linh nhìn chăm chú dưới ánh mắt thần thú tộc hai vị đạo tôn thấp giọng hạ ký không giống như là nhất thống đại tộc vĩ đại tộc trưởng giống như là hoàng đế trước mặt khẩn cầu tha thứ thần tử nhưng mà mênh mông không biết chỗ cũng không có âm thanh truyền ra bất quá giờ này khắc này bên trong lại có một đôi mắt mở ra, băng lạnh ánh mắt giống như xuyên qua thiên cổ, vượt qua thời không ngăn cản, liếc nhìn mà đến. Thiên thứ đạo tôn bọn họ đều cảm giác được một cổ tim đập nhanh cảm giác. Đông. Một giây sau, phương xa thiên địa truyền đến một trận khủng bố bi áp, giống như là một cái sắc bén đao tại chúng sinh linh tâm ở giữa xẹt qua, mỗi một cái tồn tại đều cảm giác tâm hải chấn động, như gặp phải thiên phạt. Dần dần, mênh mông không biết chỗ mê vụ tản ra, một đạo thon dài thân ảnh, dần dần nổi lên, hắn từng bước một đi về phía này đi lại không coi là quá lớn, phi thường thông thả. Nhưng là mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ thần thú thành đều đang lay động. Đạo thân ảnh kia chậm rãi tới gần, vô số sinh linh cảm giác giống như là bị người bóp chặt ít hầu giống nhau, kiềm chế không thở nổi, có một loại ngạt thở cảm giác. Càng ngày càng gần, trung động tới áp lực cũng càng phát ra bàn bạc, phản phất đại biểu cái thế giới này nhịp đập, hắn bộ pháp phi thường có cảm giác ác bách, mỗi một bước tựa như đạp ở chúng sinh linh tâm bên trong, tại hung hăng chà đạp lấy bọn hắn tâm thần. Phốc. Phốc vô số thần thứ tộc tộc nhân lúc này đều há mồm phun ra một nguồn máu, trong đó xen lẫn nửa viên vỡ vụn trái tim. Đông, đông, đông. Phương xa, thân ảnh kia từng bước một đi tới, sau khi hạ xuống thanh âm càng phát ra giàu có cảm giác tiết tấu. Toàn bộ sinh linh đều biến nhan sắc, không được lui lại, đi vào mấy vị đạo tôn hậu phương, không dám chờ lâu. Đạo thân ảnh kia là đáng sợ như thế, một thân một mình đứng ở thiên địa ý chí phía trên, như chủ trưởng chư thiên vạn nói, tại thời khắc này bể nghệ càng khôn, một mình mà đến, để cho người ta sợ hãi. Rốt cục, đạo thân ảnh kia đi tới gần, đây là một người mặc bạch kim sắc chiến giáp thanh niên tuấn mỹ. Nhưng mà, Thiên Thú đạo tôn, Địa Thú đạo tôn, cùng cái kia bốn vị đại nhân vật, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia chân diện một phía sau, trên mặt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh thần sắc. Cái này, cái này hình dáng tướng mạo là, là nhân tộc. Thiên Thú đạo tôn suýt nửa cắn một cái rơi đầu lưỡi mình, trong mắt bạo trừng, tựa như nhìn thấy đời này nhất vì không thể tin sự tình. Đánh chết hắn đều không thể nghĩ đến cái này tứ bộ đạo tôn cái thế tồn tại, lại, lại là nhân tộc. Mặc dù đối diện đạo thân ảnh kia uy áp chư thiên, nhưng trên thân thuộc về nhân tộc khí tức cũng không có bất kỳ ẩn tàng, cho nên bọn họ mới trước tiên phát giác được. Mà cái này, cũng làm cho bọn họ chấn kinh vạn phần. Dù cho là cái kia bốn vị cao cao tại thượng đại nhân vật, giờ khắc này cũng đều há to mồm, hoàn toàn ở vào trận mắt há hốc mồm mà bước. Nhân tộc Địa hỏa thần tộc tam trưởng lão ánh mắt phức tạp lại rung động, hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình lại là thua ở một vị nhân tộc trong tay. Lúc trước hắn còn nhìn nhân tộc làm kiến hôi, nhưng mà không nghĩ tới, sau một khắc hắn liền bị một cái nhân tộc tùy tiện đánh bại, liền đối phương một chiêu đều không có đóng lấy. Giờ khắc này, toàn bộ thần thú thành, vô số sinh linh, đều vì phong vân thân phận mà rung động. Chương 1158, vì ta nô bột ba ức năm. Canh ba. Nhân tộc, lại có tứ bộ đạo tôn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái để cho người ta rung động vạn phần tin tức. Cho tới phàm tục, từ đạo tôn, giờ khắc này tất cả đều lâm vào ngốc trễ bên trong, xa so với bọn họ nghe được bất luận một cái nào đại sự cũng phải làm cho bọn họ tâm thần lung lay. Đến từ tứ đại tộc bốn vị siêu cấp cường giả, cũng đều không cách nào tin nhìn qua phong vân thân ảnh. Tại bọn họ nhận biết bên trong, nhân tộc luôn luôn là yếu đuối lại không có năng lực, chưa hề xuất hiện qua cái gì ra dáng cao thủ. Nhân tộc trung cái gọi là cao thủ, theo bọn hắn nghĩ, lật tay có thế diệt. Nhưng bây giờ, nhân tộc lại xuất hiện một vị tứ bộ đạo tôn, cái này như đầm rồng hang hổ giống nhau, để bọn hắn cảm giác vô cùng mộng ảo. Nhưng mà, sự thật đang ở trước mắt, cũng không cho phép bọn họ không tin tưởng. Nếu như nói, cái này bốn vị siêu cấp cường giả là rung động nói, như vậy Thiên Thú đạo Tôn cùng Địa Thú đạo Tôn liền là rung động thêm sợ hãi. Bởi vì hai người bọn họ rõ ràng cảm nhận được, đối diện vị kia nhân tộc cái thế tồn tại, ánh mắt một mực lạnh lẽo nhìn xem hai người bọn họ, nhưng hai người bọn họ linh hồn run rẩy. Nguyên Lai like, vị này cái thế tồn tại tộc nhân không phải chỉ cái kia nữ đạo quân, mà là những này nhân tộc. Đại, đại nhân, tha, tha mạng. Thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn tại phong vân nhìn soi mói, căn bản không có phản kháng dũng khí, trực tiếp cúi đầu cầu xin tha thứ. Buôn bán tộc nhân ta, coi như sâu kiến, xem ra cái này là các ngươi thờ phụng pháp tắc, vậy ta cũng tới thử một chút. Phong vân đứng ở không trung, cúi đầu quan sát toàn bộ thần thứ thành. Sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp ra tay, tay phải lộ ra, một mảnh thế giới tại bàn tay ở giữa hiển hiện bên trong có tinh hà vô số đầy sao vô tận lật tay ở giữa vậy mà một tay đem toàn bộ thần thứ tộc tộc nhân đều giam cầm tại trong đó tại chỗ trấn áp thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn tại chỗ sắc mặt thay đổi nhưng hắn hai cũng không dám nhiều lời cái gì thậm chí liền thở mạnh cũng không dám không có cách ai bảo bọn họ đem nhân tộc chọc tới đấu giá điều này cũng làm cho hai người bọn họ trong lòng đắng chắc tới cực điểm mẹ nó ai có thể nghĩ tới nhân tộc bên trong sẽ sinh ra ra một cái tứ bộ đạo tôn đâu nếu như sớm biết nhân tộc bên trong có bực này tồn tại, đánh chết bọn họ cũng không dám buôn bán nhân tộc A. Cơ nờ, bị lừa A, ai nói cho ta biết nhân tộc bên trong không có cường giả. Ta ít 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 ngươi bố kỹ. Thiên thứ đạo tôn trong lòng trung gầm thét, lúc này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng hắn cũng không dám đem tức giận biểu lộ ở trên mặt, thậm chí, hắn còn muốn tại phong vân trước mặt bảo trì miễn cười, không dám lỗ mãn. Làm xong đây hết thảy phía sau, phong vân lãnh đạm ánh mắt quét về phía thiên thú đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn, Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vì ta nô bột ba ức năm, tha các ngươi sai lầm. Lời này vừa nói ra, Thiên thú đạo Tôn cùng Địa thú đạo Tôn vô ý thức liền muốn cự tuyệt, dù sao bọn họ cũng là đường đường đạo Tôn, thống lĩnh vô số sinh linh chi thần vĩ tồn tại, làm nô là bột, đây là cỡ nào mất mặt sự tình. Nhưng mà, hai người bọn họ nói còn chưa nói lối ra, liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, nhưng hai người bọn họ cùng nhau đánh cái giật mình. Rất hiển nhiên, chỉ cần bọn họ dám can đảm cự tuyệt một giây sau liền sẽ là bọn họ tử kỳ. Đây là mãnh liệt trong lòng dự cảm. Cho nên, hai người bọn họ không chút do dự, trực tiếp khúng đúng nói, gặp qua chủ nhân. May mắn một màn này không có bị thần thú tộc các tộc nhân nhìn thấy, bằng không thì bọn họ tâm tính khả năng biết đại băng, coi như thần linh. Cao cao tại thượng tộc trưởng, vậy mà nhận người khác là chủ nhân. Cách đó không xa, đến từ tứ đại tộc bốn vị cường giả thấy cảnh này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí trong lòng còn vì thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn co được giảng được điểm tán làm nô là bột không tính cái gì trọng yếu nhất chính là còn sống nếu như chết mặt mũi lại lớn cũng căn bản không dùng được bất quá cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra phong vân nên cường đại cỡ nào nhưng thiên thứ cùng địa thứ đạo tôn đều thăng không dậy nổi nữa chút lòng kháng cự đem thần thứ tộc hai vị đạo tôn thu làm nô tài phía sau phong vân ánh mắt nhìn về phía tứ đại cường giả tứ đại cường giả đều cảm giác toàn thân chấn động vậy mà không dám nhìn thẳng phong vân hai mắt vô ý thức dời ánh mắt. Vị đại nhân này, chúng ta chỉ là tới tham gia đấu giá hội, từ đầu tới đuôi cũng không đối nhân tộc ra tay, còn xin không cần hiểu lầm." Ngũ sắc thần ngư tộc cường giả nhắm mắt nói. "Nếu như ngươi nhóm có ra tay nói, hiện tại cũng sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này." Phong Vân thản nhiên nói. "Ta có thể thả các ngươi rời đi, bất quá cần các ngươi giúp ta làm một chuyện." "Không biết là chuyện gì?" Địa Hỏa thần tộc Tam trưởng lão thấp thỏm nói. Hắn là ở đây mấy cái đạo tôn trung chân chính trực diện Phong Vân, cho nên biết rõ đối phương chi khủng bố. Đêm hôm nay chi tin tức tung ra ngoài, thuận tiện giúp ta mang câu nói, liền nói ta phong vân muốn thống nhất vực ngoại nhân tộc, nếu như các tộc đàn lớn bên trong có nhân tộc, hiện tại phóng xuất, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói, ta không đề nghị đại khai sát giới. Phong vân lời nói này bình thản, nhưng rơi xuống đất ở đây mấy vị đạo tôn trong tai, thật giống như nhìn thấy thiên băng địa liệt, nhật nguyệt rơi xuống chi khủng bố cảnh tượng. Nhất là nói đến đại khai sát giới lúc, mấy vị đạo tôn cũng nhịn không được thân thể lắc một cái, phản phất nhìn thấy núi thay biển máu, giết chóc thiên địa. Minh bạch, minh bạch. Bốn vị đại cao thủ tranh thủ thời gian gật đầu, từng cái vô cùng khéo léo, không có chút nào trước đó cái kia bể nghệ chúng sinh cao ngạo tư thái, tựa như học sinh gặp được lão sư một dạng, sợ hãi rụt rè. Cút đi. Phong vân vung tay lên, lập tức bốn vị đại cao thủ xung quanh thời không vặn vẹo, một giây sau, bốn người bọn họ bị truyền tống đến xa xôi phương xa. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã rời xa thần thú tộc mấy chục ức năm ánh sáng bên ngoài phất tay liền để chúng ta không có chút nào phản kháng lực rời đi thực lực này tử kim thạch tộc cường giả thanh âm đều tại rung lên tam trưởng lão ngươi từng cái kia nhân tộc cường giả đối diện chiến có biết hắn thực lực như thế nào có bài tẩy gì sao ngũ thải thần ngư tộc cường giả nhịn không được hỏi không có ta cái gì cũng không thấy hắn chỉ xuất một chiêu ta liền bại địa hỏa thần tộc tam trưởng lão vô cùng khổ sở nói ta hoài nghi hắn thực lực chỉ sợ không chỉ tứ bộ đạo tôn rất có thể đã đạt tới tứ bộ đỉnh phong đạo tôn cấp độ tứ bộ đỉnh phong còn lại ba vị đạo tôn con ngươi co rút nhanh đây chính là tương đương với bọn họ tộc trưởng chiến lực một cái nhân tộc vậy mà sinh ra tầng thứ này cường giả đây chẳng phải là nói từ trình độ nào đó đến xem nhân tộc đã cùng bọn hắn ngang hàng sao chuyện hôm nay truyền bá ra ngoài có thể tưởng tượng sẽ ở vực ngoại thiên địa nhất lên cỡ nào sóng to gió lớn đúng vậy a à, nhân tộc bên trong sinh ra tứ bộ đỉnh phong đạo tôn những cái kia một mực nô dịch nuôi nhốt nhân tộc tộc đàn, sợ là muốn sợ thành chó. Ta nhớ được thiên ma nhất tộc thích ăn nhân tộc, bọn họ gần đây tàn bạo, với lại có thái cổ ma đầu chỗ dựa, chỉ sợ sẽ không tranh luận. Thái cổ ma đầu. Cái kia nhân tộc cường giả khả năng không có cách nào. Không quản, chúng ta chỉ quản truyền bá liền xong việc, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, đã không phải là chúng ta có thể dự đoán. Chương 1159, nhiều một người bạn, thiếu một địch nhân, nó không thơm sao. Canh một. Thần thú thành bên trong, trừ tới tham gia đấu giá hội tu giả, lớn như vậy thành trì đã hoàn toàn trống rỗng. Phong Vân đứng ở trên không trung, tại sau lưng của hắn, Thiên thú đạo tôn cùng Địa thú đạo tôn vô cùng nhu thuận đứng đấy, cứ việc nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, thậm chí còn lộ ra cung kính thần sắc. Không thể không nói, hai người bọn họ sống lâu như thế, bản khắc chuyện không có, cái này thích ứng năng lực ngược lại là cường không hợp thói thường. Nhanh như vậy liền hoàn thành từ thần thú tộc cao cao tại thượng hai đại tộc trưởng đến biến thành hai cái tôi tớ chuyển biến. Đấu giá hội trên không, những cái kia tới tham gia đấu giá hội các tu giả, phần lớn đều là vĩnh hằng thiên quân, bọn họ lúc này cũng là vô cùng phức tạp nhìn qua thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn. Ai có thể tưởng tượng, trước một giây còn uy phong lẫm liệt hai vị đạo tôn, sau một khắc liền thành vì tôi tớ. Giờ khắc này, bọn họ đầy đủ cảm nhận được, vị này nhân tộc cường giả khủng bố. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía phong vân ánh mắt, cũng chỉ còn lại có kính sợ. Thậm chí, trước đó từng trào phúng nhân tộc tu giả, lúc này càng là dọa tại chỗ quỳ xuống, khẩn cầu tha thứ. Đối với dạng này chính mình tự thú tu giả, phong vân tự nhiên là khoan hồng độ lượng, cho nên, liền thưởng bọn họ vì nhân tộc phục vụ trăm ức năm dạng này rất nhẹ nhàng sự tình. Dù sao, hắn cũng không phải là cái gì ác ma sao. Nếu như những cái kia bị phạt vĩnh hằng thiên quân nhóm nghe được phong vân tiếng lòng, sợ là muốn tại chỗ thổ huyết mà chết. Nờ mờ bờ, người quản cái này gọi nhẹ nhõm. Nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? phong vân xử lý xong những tu giả kia phía sau ánh mắt nhìn về phía còn lại một nhóm kia thản nhiên nói giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ cùng bốn tên kia một dạng đem ta trước đó nói truyền bá ra ngoài hiểu 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 còn lại các tu giả điên cuồng gật đầu không ngừng cam đoan sợ phong vân một cái không vui đem bọn hắn cho đánh chết bọn họ nhưng không phải tới từ tứ đại tộc cường đại như vậy địa phương nếu như phong vân xử lý bọn họ chỉ sợ bọn họ tộc đàn không chỉ có không sẽ thay bọn họ thoát ra thậm chí còn sẽ chủ động đến bồi tội thậm chí liền ngay cả tứ đại tộc chỉ sợ cũng không nguyện ý đắc tội một cái tứ bộ đạo tôn, cũng không phải là bởi vì tứ đại tộc không có năng lực xử lý tứ bộ đạo tôn, mà là như thế trả giá đắt muốn quá lớn. Nhiều một người bạn, thiếu một địch nhân, nó không thơm sao? Ân, ừ, vậy thì đi thôi. Phong vân lại là một cái vất tay, những cái kia vĩnh hằng thiên quân nhóm tại chỗ bị thời không truyền tống đến phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Thiên thứ đạo tôn cùng địa thứ đạo tôn nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt hoảng sợ. Nếu như nói, lần thứ nhất truyền tống lúc bọn họ còn không có thấy rõ vậy cái này lần thứ hai lại là vô cùng rõ ràng cảm nhận được đó là thời không lực lượng tùy ý điều khiển thời không đó là chỉ có nắm giữ thời không đại đạo mới có thể làm đến trước mắt cái này nhân tộc siêu cấp cường giả lại còn nắm giữ thời không đại đạo nghĩ tới đây thiên thú đạo tôn cùng địa thú đạo tôn liền từ đầu đến chân từ bên trong ra ngoài đều tại điên cùng run rẩy cái này mẹ nó là cái gì cứu cực biến thái a liền thời không đại đạo đều có thể nắm giữ bọn họ sống nhiều năm như vậy, đi qua vô số địa phương, liền không có nhìn thấy một cái tồn tại trong tay nắm giữ thời không đại đạo, đây là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đại đạo. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại tận mắt nhìn đến. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Phong vân không có để ý phía sau hai tên gia hỏa kinh hải, hắn truyền tống đi những thiên quân kia phía sau, ánh mắt theo chi rơi tại đấu giá hội bên trong. Một giây sau, hắn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, lại là nàng. Mặc cho phong vân như thế nào suy đoán, hắn đều không có nghĩ đến, cái này đấu giá nữ đạo quân, lại là vị kia càng nguyên tông tông chủ. Nghĩ tới đây, phong vân khóe miệng khẽ nhất, xoát một tiếng, hắn biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến hội trường bên trong. Giờ phút này, càng la chính bảo vệ lấy những này nhân tộc, đồng thời nàng trong lòng rung động không thôi, bởi vì lúc trước bên ngoài tuôn ra cực kỳ khủng bố khí cơ. Sau đó, nàng lại nghe được có không ít thanh âm đang kinh ngạc thốt lên, nói cái gì nhân tộc siêu cấp cường giả tứ bộ đạo tôn cái gì. Cái này không khỏi nhường nàng liên tưởng đến, chẳng lẽ là nhân tộc xuất hiện một vị tứ bộ đạo tôn siêu cấp cường giả, nghe nói nơi này tại buôn bán nhân tộc, cho nên tới nghĩ cách cứu viện. Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt, chỉ bất quá, nhân tộc bên trong có tứ bộ đạo tôn sao. Nói thực ra, càng la trong lòng là không quá tin tưởng, mặc dù trước đó nàng một mực thổi nhân tộc, nhưng này chỉ là vì an ủi sau lưng những này nhân tộc, cho bọn họ tương lai hy vọng mà thôi. Nhân tộc trên bản chất xác thực yếu đuối vô cùng. Càng la thấy nhân tộc vô số, chỉ có phong vân thiên phú dưới cái nhìn của nàng là nhân tộc bên trong tối cường nhưng dù cho là phong vân muốn đạt đến tứ bộ đạo tôn cấp độ vậy cũng gần như không có khả năng đạo tôn là bực nào tồn tại nhất đạo chi tôn bao trùm chúng sinh phía trên cho dù là tự tin như càng la cũng đối với chính mình có thể hay không đạt tới đạo tôn cấp độ nắm giữ không xác định tâm tính cho nên nói càng la cảm thấy đến khả năng không phải nhân tộc tứ bộ đạo tôn mà là tộc khác mà tại càng la trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên một thanh âm tại nàng cách đó không xa vang lên. Nha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Ân. Càng la vô ý thức quay đầu, sau đó nàng liền toàn thân chấn động, tiếp theo lộ ra cực độ kinh động biểu lộ, chỉ vào cách đó không xa Phong Vân nói, Phong, Phong Vân, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng ngữ khí đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên vô cùng kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, tha hương ngộ cố tri, cái này tóm lại là một kiện để cho người ta đáng giá vui vẻ sự tình. Bất quá, sau đó nàng kịp phản ứng, mặt liền biến sắc nói, phong vân, ngươi mau rời đi, nơi này có đại lượng cường giả, đều là vĩnh hằng thiên quân, thậm chí còn có mấy cái đạo tôn, ngươi nhanh rời đi nơi này. Mặc dù không biết phong vân là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng càng la vô ý thức liền muốn nhường phong vân tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao cái này bên trong các cường giả buôn bán nhân tộc, phong vân thiên phú như vậy ưu tú, vạn nhất bị bắt lại, rất có thể bị bán đi. Nhưng mà, đối diện phong vân lại mắt biết tai ngơ, thậm chí còn cứ thế sững sờ, sau đó cười đi tới. Một màn này nhìn càng la vô cùng nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì, nàng bị giam cầm ở trên đài cao, không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng vào lúc này, nàng chợt rung động phát hiện, trước đó chính mình nhìn thấy hai vị đạo tôn, vậy mà theo trên không trung rơi xuống, sau đó cung cung kính kính đứng tại phong vân trước mặt, chắp tay hành lễ nói, gặp qua chủ nhân. Chủ, chủ nhân. Càng la trong nháy mắt đại não kịp thời, hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái. Hai người bọn họ, vừa mới gọi là chủ nhân đúng không? Hai cái đạo tôn, vậy mà gọi phong vân chủ, chủ nhân. Trong chớp nhoáng này, Càng La cảm thấy mình đang nằm mơ, bởi vì, đây hết thảy đều quá không chân thực. Chương 1160, mới mở miệng liền biết là lão trang bức phạm. Canh 2 Đấu giá hội trong hội trường Càng La đi qua rất dài rất dài thời gian rất lâu tiêu hóa, mới rốt cục miễn cưỡng nhận rõ thực tế trước mắt. Dù vậy, nàng cũng vẫn như củ thần sắc rung động, không kềm chế được, thật khó có thể tin, ngươi vậy mà đạt tới này cấp độ thông qua phong vân giải thích nàng cũng hiểu biết trước đó cái kia nhân tộc tứ bộ đạo tôn là thật với lại liền là phong vân chính mình tin tức này hơi kém nhường càng la tại chỗ xoắn ốc thăng thiên thật sự là quá mức kinh thế hải tục nàng đã đem phong vân nghĩ rất cường hãn thậm chí tại nàng đoán trước bên trong phong vân rất có thể đã đạt tới thiên quân cấp đây đã là cực kỳ đánh giá cao nhưng mà chân chính nhìn thấy phong vân phía sau càng la mới phát hiện nàng cái này là vậy nó đánh giá cao a quả thực là đánh giá thấp không thể lại thấp đánh giá. Trên thực tế, nàng dự đoán cũng không sai, ở trên cảnh giới, phong vân thật là vĩnh hằng thiên quân cấp, chỉ bất quá hắn chiến lực quá biến thái. Thẳng tới tứ bộ đạo tôn đi lên, bực này siêu cấp đại biến thái, đổi lại ai đến, đều không thể nào đoán trước. Vẫn được, cũng liền bình thường. Phong vân trang bức bệnh cũ lại phạm, mở miệng nói ra. Càng la khóe miệng co quắp rút, không nói gì thêm, mới mở miệng liền biết là lão trang bức phạm, còn nói cái gì. Đúng, ngươi chạy thế nào đến vực ngoại đến bọn họ nói với ta ngươi tiến về vô tận hỗn độn chỗ sâu a phong vân lúc này dò hỏi là như thế này ta vốn là tiến về vô tận hỗn độn chỗ sâu kết quả trên nửa đường ta được đến một phần tàn bảo đồ thế là ta cứ dựa theo bảo cầu thượng chỉ thị đi tìm bảo tàng tìm được về sau ta là ở chỗ này một mực tu hành sau đó coi ta đem tu vi tăng lên tới nghịch thiên cấp đạo quân phía sau bên trong truyền tống trận liền tự phát khởi động đem ta truyền tống tới nơi này lập tức ta liền phát hiện nguyên lai like còn có thứ hai chỗ bảo tàng mà cái này thứ hai chỗ bảo tàng vị trí ngay tại vực ngoại càng la đem tiền căn hậu quả êm tai nói phong vân sau khi nghe xong một mặt kinh tháng càng la thật đúng là nhân vật chính mô bản a cái này một đi ra liền có bảo tàng một mực có thể làm cho nàng tu hành đến nghịch thiên cấp đạo quân cấp độ với lại lại còn có thứ hai chỗ bảo tàng nghe càng la nói cái này thứ hai chỗ bảo tàng thậm chí có thể cho nàng một mực tu hành đến đỉnh phong cấp vĩnh hằng thiên quân đến mức đến tiếp sau còn có hay không càng la cũng không biết, bất quá phong vân lường trước, chỉ sợ vẫn là có. vì thế phong vân từ đáy lòng cảm giác than thở, đây quả thực là truyền thuyết bên trong khí vận chi tử, không khí vận chi nữ a. À. cùng với nàng so sánh, dù cho là phong vân, giống như đều ảm đạm phai mờ một chút. mặc dù phong vân là cái hắc, nhưng hắn cái này hắc còn muốn thắp nơi sưu tập hình chiếu, chính mình cho mình làm công, nào có càng la tốt, đi trên đường đều muốn bảo tàng từ trên trời giáng xuống, đơn giản thoải mái đến không được được. nghĩ tới đây. Phong Vân nhịn không được đối tràng la nói, đi trên đường đều có thể nhặt được bảo tàng, xin hỏi ngươi chính là truyền thuyết bên trong khí vận chi nữ sao? Hắn cho rằng càng La biết chửi bậy, nào biết cái sau vậy mà học hắn bộ dáng, thản nhiên nói vẫn được, cũng liền bình thường. Quả nhiên, đi ra lăn lộn luôn luôn phải trả. Phong Vân bất đắc dĩ, hắn cái này bất vương thế mà bị phản trang bức. Mà lúc này càng La phía sau những này nhân tộc thì nhịn không được cùng nhau đi tới, lấy một loại hiếu kỳ, sùng kính ánh mắt nhìn qua Phong Vân. Sau đó bọn họ cùng nhau quỳ xuống, trăm miệng một lời, bái kiến nhân tộc chi chủ phong vân đại nhân. Ân. Lần này đến phiên phong vân kinh ngạc, ý hắn ngoại đạo, các ngươi, nhận biết ta. Là càng la đại nhân nói cho chúng ta biết, nàng nói có một vị nhân tộc chi chủ, một ngày nào đó sẽ đến giải cứu chúng ta tại Thủy Hỏa Trung. Lúc trước cái kia nhân tộc tiểu la lị vô cùng vui vẻ nói. a, à. Phong vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía càng la. Cái sau thần sắc có chút xấu hổ, truyền âm cho phong vân nói, Ta đây không phải là vì kích thích bọn họ đối tương lai hy vọng sao, tùy tiện dùng ngươi hình tượng bệnh một cái nhân tộc chi chủ cố sự cho bọn hắn, ai biết, ngươi vậy mà thật xuất hiện, còn biến thái như vậy. Nguyên lai là đánh bậy đánh bạ a. À. Phong Vân trong lòng không sai, bất quá hắn cũng cảm khái, càng la cái này trực giác thật là chuẩn, một đoán một cái chuẩn, lại một lần nữa nghiệm chứng khí vận chi nữ sự thật. Đè xuống những ý niệm này, lập tức, Phong Vân nhìn về phía những này nhân tộc, nhẹ nhàng nói, nàng nói không sai, ta chính là chuyên môn vì giải cứu các ngươi mà đến từ giờ trở đi, các ngươi tự do, có ta ở đây, không có bất kỳ cái gì tộc đàn, bất luận cái gì sinh linh có thể khi dễ các ngươi. Nghe nói như thế, những này nhân tộc nhóm lập tức hoang hô lên, lệ nóng danh trồng, khoa tay múa chân, giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục từ nơm nớp lo sợ trung đi ra, ông sinh hoạt, yêu quý sinh mệnh. Không còn như trước vậy, lo lắng hải hùng, như dẫm trên băng mỏng, sợ có một ngày liền bị đi ngang qua cường giả cho dịp. Càng la nhìn xem cái này một màn, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn về phía phong vân đôi mắt, chảy xuôi hào quang, nhân tộc sinh ra ngươi một nhân vật như vậy, thật sự là nhân tộc chi phúc A. Tiếp xuống có tính toán gì? Tự nhiên là đem vực ngoại nhân tộc tất cả đều thống nhất, sau đó mang về vô tận hỗn độn, ta tại nơi đó đã vì nhân tộc thành lập một cái hoàn cảnh mới, đầy đủ bọn họ phát triển lớn mạnh. Phong Vân nói ra. Thống nhất vượt ngoại nhân tộc. Càng la lông mày có chút nhíu lên, lấy ngươi tứ bộ đạo tôn thực lực, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá nghe nói có cái thiên ma tộc gần đây thích ăn nhân tộc, đồng thời nuôi nhốt đại lượng nhân tộc, bọn họ khả năng rất có độ khó thiên ma tộc lai lịch gì phong vân nghe được thích ăn nhân tộc trong mắt sát ý tăng vọt càng la lắc đầu ta cũng là nghe nói tình huống cụ thể không rõ lắm lúc này một mực đứng ở bên cạnh thiên thú đạo tôn nhịn không được nói chủ nhân thiên ma nhất tộc chính là vực ngoại siêu cấp đại tộc một trong a à. cùng trước đó bốn tên kia vị trí tộc đàn so sánh như thế nào phong vân hỏi liền tộc đàn chỉnh thể tới nói thiên ma nhất tộc cùng tứ đại tộc thực lực không kém bao nhiêu nhưng thiên ma nhất tộc phía sau lại có một vị thái cổ ma đầu tên vì chân huyền đại ma thần hắn sinh ra tại vực ngoại thái cổ thời đại thiên ma nhất tộc liền là hắn hậu duệ thiên thứ đạo tôn mở miệng giải thích phong vân nghe xong nội tâm ý niệm đầu tiên chính là mẹ nó quả nhiên sông trọng la có hiệu lực trước đó hư pháp đạo tôn cùng đạo vô khuyết cho hắn lập xuống sông trọng la, nói hắn sẽ không gặp phải thái cổ ma đầu hiện tại ngược lại tốt nghĩ không gặp được đều khó có khả năng quả nhiên Lạc Đại Pháp là vô địch. Phong Vân trong lòng bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng chỉ là chửi bậy một chút. Thật muốn đối đầu thái cổ ma đầu, hắn cũng là không sợ hãi. Chỉ cần chờ hắn đem linh hồn thiên phú cũng tăng lên tới tứ bộ đạo tôn cấp, đến lúc đó, hắn chiến lực đem biết chính thức tiến vào tứ bộ đạo tôn đỉnh phong cấp độ. Mặc dù gặp được thái cổ ma đầu, cũng như một trận chiến.